Winner phỏng vấn cùng Zlab chắc chín. Cái tên Winner của mình thì nó có từ lúc mình mới tập tành chơi nhạc. Thậm chí là nó còn đến trước khi mà mình đặt cái bút đầu tiên để mình viết nhạc nữa. Nó là một cái character của mình. Mình rất là thích cậu bé bút chì Shinosuke. Và tên của mình là Winosuke. Ý mình là cậu bé bút chì ở cái thời đại này. Thì mình thi vào trường của mình tên là trường Phan Chu Trinh ở Đà Nẵng. Nếu các bạn ở Đà Nẵng thì các bạn sẽ biết về trường của mình. Và lúc đấy thì mình thi dư 7 điểm rưỡi. Thì nó không phải là gì để mình khoe khoang. Gia đình mình thì làm về ngành y, muốn mình đi theo cái con đường gia đình. Mà mình thì có vẻ như không đam mê lắm. Mình đam mê âm nhạc hơn. Và mình đã chứng minh được cho ba mẹ mình thấy là mình có thể dùng âm nhạc mình và mình phát triển một cái lối nào đó. Và mình cảm thấy rất là biết ơn ba mẹ mình vì đã hiểu với mình. Bước ngoặt của mình là bài nhạc M20. Bởi vì bài nhạc này nó cho mình một cái cảm xúc làm nhạc mới. Nó hơi thiên hướng về indie, hơi bóp một tí. Thì nó đánh thức được cái phần mềm mại và dịu dàng của mình. Mình nói thật là mình làm nhạc mình cũng có một chút chiến thuật gì đó. Thì mình đợi những ngày nóng nực thì mình sẽ chọc cho người ta chửi. Thì mình làm nhạc mình đặt nặng về cảm xúc hơn là về cái tính viral của lyric. Và mình cũng sẽ cân bằng nó. Mình nghĩ là làm điều gì cũng cần có một sự cân bằng. Và mình nghĩ đó là những thứ mà mình cần cải thiện, trau dồi thêm. Và mình cũng rất thích việc mà add on những thứ để tạo hit. Nó làm cho mình cảm thấy mình sẽ viết nhạc một cách rất là thông minh. Mỗi khi mình viết nhạc, mình làm nhạc ấy, khi được hát lên những cái thứ mà mình ưng ý nhất thì nó sẽ tự tạo nên một cái cảm giác sung sướng cho mình. Mình đã từng nghĩ đến việc mà sẽ ra sao nếu như mình chán bài nhạc của mình. Qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của mình thì mình nghĩ là cái cảm xúc lần đầu nó luôn là thứ then chốt lại mọi thứ. Bài xe đắm trong lần đầu và bài biết yêu một người thì mình biết nó rất là chớp nhoáng. Cái thời gian mà mình hoàn thành một bài nhạc của mình thường là trong ngày. Bởi vì cái thói quen của mình là làm cho xong rồi mới nghỉ ấy. Có những bài nhạc mà mình thực sự là mình đặt cái tâm huyết nó vào. Và theo mình nghĩ ấy, cái việc mà mình được đón nhận hay không nó phụ thuộc vào cái độ cảm nhận của người nghe. Và mình không có buồn về điều đó. Và mình cảm thấy là người ta muốn hiểu mình thì người ta phải lắng nghe mình nhiều hơn. Cái lúc mà mình viết bài Xe đắm trong lần đầu ấy thì mình không biết là bài nhạc đó đã có những người đã dùng rồi. Và mình sau khi mình viết nhạc bài đó mình gửi cho một homie nghe. Thì homie đó kêu là ủa sao giống nhạc của anh B-Ray. Thì lúc đó thì mình mới biết là B-Ray có một bài là Xin đừng nhấc máy, có chung beat với mình. Thì sau khi mình tìm hiểu thì mình có thể sử dụng beat đó bằng cách thuê mua lại beat từ trên mạng. Và cứ thế mà mình up thôi. Bạn mình nó hay chọc mình kiểu là hết rồi hay là sau đó nó hay chọc mình kiểu rất là ngại cái vấn đề đó. Mình là một người rất là trộm vía ấy, kiểu như là mình được mẹ mình bày là làm gì cũng phải cẩn thận ấy. Cho nên là mình lúc mà nghe đó thì mình cũng thấy hơi mắc cười. Nhưng mà sau đạt được sự ủng hộ của mọi người thì mình lại coi đó là một niềm vui. Lúc mà mình dùng chung beat với lại anh B-Ray ấy thì cái bài Say Đắm Trong Lần Đầu không phải là bài đầu tiên mà mình dùng chung beat của anh B-Ray. Trước đó mình đã có bài nhạc tên là Tell Your Mom feat với lại anh Bẹo. Bản đó là bản đầu tiên. Và bản đó là sau này nó giống bài Yêu Như Trẻ Con của B-Ray. Và cũng thêm một cái cách tương tự nhưng mà nó đổi vai lại so với bài Say Đắm Trong Lần Đầu. Và một cái chia sẻ của mình nữa là bài Biết Yêu Một Người của mình đã tác quyền beat cho anh B-Ray làm một bài trong album của ảnh. Và mình cảm thấy một cái sự đồng điệu đó làm cho mình
rất là vui, bởi vì mình rất là respect anh B-Ray về khả năng làm nhạc. Và lúc đấy thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người trong nhà, và mình lấy đó là một niềm tự hào khi mình được chia sẻ ra. Lúc trước thì mình nghĩ là âm nhạc của mình nó catchy. Sau một hồi mình suy nghĩ lại thì ngoài cái yếu tố catchy ra thì mình muốn có một sự đồng cảm. Có thể là những người đã từng yêu rồi tan vỡ, rồi đi qua những cái con đường giống như mình trải qua. Mục tiêu của mình là được vươn ra ngoài thế giới để làm những điều mà mình thích. Mình muốn chơi nhạc trap để nói lên được cái tiếng lòng và cái sự mạnh mẽ của mình. Và mình muốn được cùng anh em của mình đi đến nhiều quốc gia khác nhau để có thể học hỏi thêm và cũng như là chia sẻ cái văn hóa của mình đến với lại tất cả các quốc gia nước bạn, là ước mơ của mình. Ok, what up yo? This we know the missile boy. Hey, listen up, everybody say yeah. What up, chị, listen. Câu hôn thuyền thật nhỏ nhưng mà trách nhiệm của nó thật to. Tao vẫn không bao giờ từ bỏ những thứ đó, thì tao còn lo về bước qua tới Hà Nội thì không còn chi mà vội. Khi tụi tao đang mang những thứ đó thì tụi tao gồng cội. Bước qua đây là tụi tao đi mua sắm ở chợ Đông Tác. Tụi mình thích thì ngồi đây và hợp tác cùng bạn Quân ở G-Lab. Tụi tao không thể biết được những hôm nay thì để tao để cái khác. Trôi qua được cuộc sống này tao nó thấy mang mát. Và ok, đêm mình tao đi chơi nè. Anh em tụi tao tới đây tụi tao sắp đi trong bao nơi về. Mấy thằng bạn tao xách ba lô về. Ok, nói với tụi nó ngay và mấy thằng kia thì không được ô về. Ok. Đầu tiên thì mình muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ của mình trong thời gian vừa qua. Và những cái bài nhạc của mình làm ra sắp tới sẽ tri ân cho các bạn rất là nhiều. Hãy đón chờ nó, đừng bao giờ thất vọng về mình nhé. Chị, sao chưa hustling, hustling gang. Ok.